Test cái Vario xe này mới gắn cái nồi sắt IRC nhưng mà chưa có canh. Canh lên theo bài của mình, làm lên lại. Xe này hiện tại nó đang bị tình trạng bị rung gần cái đầu, nên là chủ xe không gửi thì mình làm lên thêm full nồi, full canh lại. Nó đang bị rung đầu rồi. Nó rung đầu gì giật á. Bây giờ mình canh lại xong rồi mình test cho anh em xem các bạn. Mình mua giờ ấp vô thôi chứ chưa có canh chỉnh, chưa có làm gì hết. Đây cái nồi á, cái là sơi. Thì cái giường bi á nó vẫn là nó lên tới cái mức này thôi, nó chưa có qua cao nữa, nó lên tới đây thôi. Đó mình làm xong rồi cho anh em xem sự khác biệt thôi. Cái nồi này không phải là muốn mua về ấp vô là chạy nha anh em, nó không có ngon đâu, mình phải canh theo bài đúng nó mới mạnh thôi. Làm xong rồi mình test cho anh em xem. Cái Vario sau khi làm nồi xong canh chưa kịp.